Ngày 31 tháng 1, tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các cấp các ngành đã tăng cường chỉ đạo, triển khai kế hoạch đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm. Việc đảm bảo cung cầu hàng hóa, quản lý thị trường được thực hiện nghiêm túc. Trong dịp Tết, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng 12 năm 2019, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Do triển khai đồng bộ các biện pháp bình ổn giá nên hầu hết các mặt hàng thiết yếu giá cả tương đối ổn định. Các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ kịp thời việc thưởng Tết cho người lao động. Các cấp các ngành đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng chính sách xã hội, đồng bào sinh sống tại các vùng khó khăn. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giảm số vụ, số người bị thương so với năm ngoái. Hoạt động vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi ở nhiều địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong dịp Tết cổ truyền. Tình hình an ninh trật tự, an toàn thực phẩm được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Theo đó, tính đến ngày 30 tháng 1, ở Việt Nam ghi nhận 97 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona đã được cách ly, theo dõi. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, với sự nỗ lực của các cấp các ngành, người dân đã được đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn và phấn khởi. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị. Không thể chủ quan được, mà lại không thể để bị động được. Ta nói là chẳng may là có dịch, nó xuất hiện ở địa bàn tỉnh chúng ta mà chúng ta lại không làm chủ được tình hình mà lại bị động, thậm chí không nắm được nữa là càng là vấn đề rất lớn. Cho nên là nêu xung quanh vấn đề dịch bệnh này thì đề nghị là trước hết là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt cái công văn số 79 của Ban Bí thư và cái chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, phải làm thật tốt cái này. Ngay trong chiều nay hoặc là sớm nhất, văn phòng là hoàn chỉnh cái văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tôi đề nghị là bắt đầu từ thứ hai tuần tới là dừng tất cả các cái lễ hội. Vì tính mạng thôi. Báo cáo với các ông chứ. Vì tính mạng, vì cái cuộc sống của người dân thôi. Ta cũng phải hy sinh đánh đổi những cái lễ hội mà chúng ta thấy là cũng rất cần trong cái mùa xuân mới. Nhưng mà cao hơn đó là chúng ta phải dự phòng từ trước. Chúng ta không chủ quan. Đề nghị là công an tỉnh, ban cán sự đảng của ban tỉnh, lãnh đạo là các huyện, thành phố rà soát lại những lao động mà đi làm việc ở Trung Quốc, kể cả chính ngạch hoặc tiểu ngạch, chính thức hay không chính thức. Nhưng mà từ Trung Quốc trở về Việt Nam, trở về quê Hòa Bình, đặc biệt là có các cái người lao động hoặc là cái người thân từ cái tỉnh Hồ Bắc, mà quan trọng nhất là từ cái thành phố Vũ Hán về tỉnh Hòa Bình chúng ta. Và tôi cũng đề nghị là ngành y tế là thường xuyên là nắm các cái đối tượng này trên cơ sở là cung cấp của các lực lượng công an với các lực lượng các huyện thành phố, kiểm tra thật kỹ, xem soát thật kỹ để chủ động. Nếu có biểu hiện của cái sốt cũng như là liên quan đến cái biểu hiện của cái dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp thì đề nghị là phải khẩn trương chủ động ngay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ngành y tế tổ chức hoạt động giám sát, phân luồng, cách ly các trường hợp khám bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Xây dựng kịch bản phòng chống dịch cho mọi tình huống, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phòng chống dịch, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phòng chống dịch. Đối với tình hình sản xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp ngay từ những ngày đầu năm. Đặc biệt là tổ chức Tết trồng cây, tạo thành phong trào trồng cây, trồng rừng, đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình chào mừng đại hội đảng, chuẩn bị tổ chức hội thảo đóng góp vào văn kiện đại hội đảng, đồng thời chuẩn bị tốt lễ giao nhận quân năm 2020.